Chào tất cả anh chị đã đến với buổi trưa ngày hôm nay. Thì hôm nay lại thêm một chương trình giá rẻ giảm giá tháng 10 nha anh chị nha. Đó, chương trình này á, thì cũng được có cuối tháng là hết rồi. Đó, bình thường bảo bán một con máy chính hãng BTEC thương hiệu Nhật này thì anh chị biết rồi, mức giá 1.650.000. Đó, mà trưa ngày hôm nay đặc biệt nha, giảm giá còn có 1.550.000. Dây bên trong máy á, là dây đồng 100%, dây nối ra súng 7m. Đợt này công ty chơi thêm chương trình này thì bảo nghỉ bán rất là nhiều, tặng kèm cho anh chị mình là dây thêm 15m, tức là anh chị mua về có thể nối thành 22m với điều kiện mua kèm theo một nối dài nha. Đó, nối dây á. Rồi, sản phẩm chính hãng thương hiệu BTEC này á, là anh chị sẽ thấy model máy nè, BT2700AS, tức công suất lớn lên đến là 2700W luôn. Máy thì được công ty bảo hành cho mình á, lên đến 1 năm. Đó, thương hiệu BTEC nha. Đó, dây đồng 100%, xuất xứ đi thì anh chị cũng thấy rất là nhiều nước. Máy thì sẽ có tính năng cực kỳ thông minh như là bóp súng nè, máy hoạt động, thả súng ra, máy lại ngắt và có gờ le chống quá tải nha. Tiếp tục, máy sẽ có chỉnh áp luôn, điều áp to nhỏ để anh chị mình tưới cây, tưới lang này, rửa máy lạnh không bị nói chung là cái mà cong những lá nhôm bên trong máy lạnh thương hiệu Nhật này, nhà máy lắp đặt vẫn là tại Trung Quốc. Đó, lúc mà anh chị khui ra bên trong nha, máy quá sướng luôn, 1.650.000 nè, dây có 7m, giờ giảm hàng 100 lên đến là dây 22m. Mà anh chị biết rồi, cuộn dây này mua đâu có bèo đâu. Đó, dây chính hãng như này á, mua phải 280.000 một sợi dây 15m như này, bố vải 3 lớp nè, chắc chắn nè, đóng kim loại, anh chị thấy không, rất là dễ để anh chị mình xài. Dây cực kỳ siêu dài, có thể là mua ở quê á, đối với 22m dây là anh chị đi quanh sân luôn, nhiều khi là ra tới vườn cây kiểng của anh chị mình tưới luôn. Rồi, bên trong sẽ có này, cuộn dây này để ra. Đó, dây 7m, bố vải 3 lớp chắc chắn, chính hãng BTEC nè. Tiếp tục, bình bọt tuyết trong là gần 500ml đó. Đó, rồi tiếp tục, máy này xài rất là bền vì xài hai lọc rác nè. Rồi, phít tông á, thì thiết kế khá là to nha. Cái phần mà phít tông bên trong ốc lớn nè, ốc lục giác to, lục giác 6 đâu, cái này lục giác 8 luôn nha anh chị nha. Rồi hai đầu ra vào chỉnh áp nè, có đồng hồ và trọng lượng máy dây đồng nên là khá là nặng luôn. Công tắc thì công ty bọc silicon để chống nước bay vào nè, chạm chập nè, gờ le tắt bật máy lúc nhà cò. Cánh quạt thì được ốp cẩn thận cực kỳ, nhựa rất là chắc chắn nha. Đó, cách mặt đất cực kỳ cao. Rồi bảo sẽ đọc về phần mà thông số máy nè. Máy á, là công suất là 2700W, xài điện 220, 50Hz nè. Lực bát lúc mà anh chị chỉnh tối đa là thấp nhất là 30 thôi, nhưng mà cao nhất ở đây công ty ghi là 130, nhưng mà bảo test lên đến là cả số 200 nữa nha. Đó, cực kỳ siêu mạnh luôn. Rồi kèm theo một súng nè, rất là chắc chắn nè. Đó, cái đầu xi đồng, cùm đồng cực kỳ gọn, chính hãng, xài rất là xịn á. Đó, rồi trưa ngày hôm nay giảm giá 100.000 là còn 1.650.000, à đâu nhầm, 1.550.000 thôi, tặng kèm cuộn dây. Đó, 1.650.000 này giảm 100, còn 1.550.000. Tháng 10 công ty chơi luôn cuộn dây 15m, hai cuộn dây luôn nha anh chị nha, gộp lại 22m dây, giá đã giảm tặng kèm cuộn dây. Cuộn dây này thì mình mua gần 300 á, nhưng mà quà công ty nên là sẽ không quy đổi ra tiền nha. Đó, đặt hàng ngay vì chỉ có mấy ngày nữa thôi là hết chương trình, hết tháng 10 rồi. Rồi có chỉnh áp nha, có đồng hồ báo luôn, rửa máy lạnh nè, xịt rong rêu nè, với lại là tưới cây. Mà đặc biệt là bảo quên, dây nguồn con máy này dài lắm. Đó, công ty bảo là dây nguồn siêu dài cho anh chị mình cắm nè. Đó, bảo bán rất là nhiều thương hiệu máy rửa xe,
mà thấy dây nguồn á, sản phẩm bình thường là có 1 mét, dây này hình như là gần 3 mét luôn đó, rất là dài đó, hơn 2 mét mấy luôn, 3 mét nha đó, bảo chỉ căn khoảng vậy thôi. Rồi muốn đặt hàng sản phẩm máy rửa xe BTS thương hiệu Nhật này, tặng kèm dây tổng 2 cuộn dây 22 mét, đầy đủ phụ kiện này, bảo hành 1 năm, thì mình liên hệ trực tiếp cho Bảo qua 3 số hotline. Chương trình chỉ có 10 ngày thôi nha. Đó thì anh chị nào á, mua thì mình tranh thủ đặt hàng thôi. Rồi muốn xem những video Bảo giảm giá tháng 10 thì mình đăng ký kênh ngay và ủng hộ Bảo 1 like video này. Rồi Bảo xin kết thúc video buổi trưa. Giá rẻ còn tặng quà của máy rửa xe chỉnh áp BTS nha.